Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Ngã Dục Phong Thiên Tác giả Nhĩ Căng Quay giọng đọc Cao Minh Thiện Tập 226 Tập 226 Nam vực nhất kiếm tông Tại sâu trong kiếm sơn Lúc này đây phát ra tiếng nổ ầm ầm Khi tức tan thương bùng nổ Bầu trời âm u Một cái thanh kiếm hư ảo xuất hiện trong thiên địa Đồng thời một cái bóng già nua mặc áo xanh Chậm rãi bước ra từ hư vô Hắn đứng nơi đó Tu vi vấn đạo đỉnh phong Trực tiếp bùng nổ Lông trời lở đất Hắn nhìn về phía hồ đạo thượng cổ Hồn chân tiên Trong mắt của hắn Tót ra chấp nhất Cả người lập tức biến mất Lao thẳng về phía hồ đạo thượng cổ Kim Hàng Tông trong cấm địa Có một cái mộ bia Cái mộ bia này không có ghi chữ Nhìn cũng không có gì lạ Nhưng mà lúc này đây ký tức một nát tan thương À mầm truyền ra từ cái mộ bia này Một cái cánh tay khô héo Vươn ra từ trong mặt đất Cái mặt đất răng rắc vỡ vụn Một cái bóng tan thương Tóc tai bù xù bay ra Hồn chấn tiên Đây là ký tức của hồn chân tiên bốn người thì thào ánh mắt lóe sáng trực tiếp xé rách hư vô nhấc bước đi vào tử vận tông hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng thở dài truyền ra sau đó không có động tĩnh lý già phát ra tiếng rống giận cũng như trong giấy mắt một cái lão già áo gấm cùng với sát khí ngập trời bay ra âm âm bay về phía hồ đào thượng cổ ở sâu dưới lòng đất của tống gia cái hạ cốt chỉ còn nửa người mắt nhắm lại như là chết nhưng mà thấu một cái là mở ra trong mắt đã lóe sáng. Hùng chân tiên, lão phù đã có cơ hội thành tiên rồi. Nếu người dưới của hắn bằng mắt thường có thể nhìn thấy được máu thịt dần dần xuất hiện, nhưng mà chỉ trong chớp mắt quá thành một cái nam nhân trung niên, chỉ là không có tóc, mặc cái đạo bào, nhấc chân liền biến mất. Thành la tông lục đạo lao tổ cũng có cảm nhận được, nhưng mà hắn chần chừ một chút, uất ức gầm lên. Đáng chết! tu dù của ta hiểu giờ đã rớt xuống vấn đạo chung kỳ làm sao ông đi tranh giành chứ nữa làm sao mà tranh giành được đây mạnh hảo quyết yêu tống lão phù và các ngươi không chết không thôi cùng đúng lúc này bên cạnh nam vực ở bên gần thiên hà hải có một cái ngọn núi ở dưới chân núi có một cái thôn trang nhỏ có khoảng 100 hộ dân cư ngụ lúc này đây khói bếp lượn lờ ở bên ngoài thôn trang có một đám trẻ con phát ra tiếng cười réo rắt <laughs> hút rồi hút rồi lão đầu à lão đầu nghe con bắt được rồi lão bá à ta có người dơ quá đừng có bắt ta ngài không bắt được ta đâu lão đầu chúng ta đi ở đây những đứa trẻ này đang chơi trốn tìm với một cái lão già điên điên khùng khùng tóc tai bù xù cái lão già người dơ bẩn da dày bùn đất đầu tóc rũ rượi đã thật lâu rồi không có chảy hắn cười ngây ngô chạy qua chạy lại chọc những đứa nhỏ kia làm cho bọn chúng cười to. ta <laughs> bắt các người, ta bắt các người, hồn của ta không còn, ta phải bắt các người. Mạnh Hảo, Mạnh Hảo là ai chứ? Thành Tiên, Thành Tiên. Lão già đang chạy, chợt có một cái cảm ứng, người khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô thần. À, tiên hồn, hồn chân tiên, ta, ta là ai? Ta là ai? Thành Tiên, Thành Tiên, ta muốn Thành Tiên. Lão già ôm cái đầu, Toát ra đầu đứng Ngửa đầu phát ra tiếng gào thét Trong cái tiếng gào thét ẩn chứa dao động kinh người Có tồn tại tiền khí Âm âm hình thành cái gợn sóng quét ngang khắp nơi Những cái đứa nhỏ mặt mũi vặn vẹo Thân thể trực tiếp hư ảo Toàn bộ cái thôn trang lập tức vặn vẹo Phát ra ánh sáng Những cái ánh sáng này tụ tập tới người của lão giả Quá thành một cái cây chạm mã đào Cái lão giả này cầm lấy Cả người lóe lên chạy đi xa xa cái thôn trang này vốn là không có tồn tại Người trong thôn trang đều là hư ảo Đều là do cái cây đau này ảo quá mà thành Thành tiên, thành tiên, thành tiên Lão già một đường mà chạy đi Một đường mà gào thét Thần sắc mờ mịt hồn phách cũng không có đầy đủ Đồng thời trên quyết yêu sơn Quyết yêu lao tổ nhập định trong quyết đàm Bỗng nhiên mở mắt ra Đang muốn đứng dậy Thì hắn lại chần chừ Hừ, <laughs> Dù diện với ta hắn lắc lắc đầu lại ngồi xuống toàn bộ nam vực thế lực khắp nơi đã chấn động những cái đạo ánh sáng từ tay mặt rít gào mà chạy đi bên trong là một thanh niên áo đen cái dáng người trông rất tương tự với mạnh hạo thần sắc âm trầm rít gào bay đến nhìn từ xa giống như là cái con dơi màu đen to lớn cái tốc độ cực nhanh nhắm thẳng hồ đạo thượng cổ mà đi hẳn hắn đang ở đó ta có thể cảm nhận được khi mà nam vực chấn động ở khu vực trung tâm của hồ đạo thượng cổ ở bên trên cái hồ chính vạn trượng có tiếng nổ vang rền một cái trận tranh giành hồn chân tiên này chạm linh bình thường không thể tham dự vào ngay cả chạm linh đệ nhị đau cũng khó giành được tạo hóa thậm chí có thể ngã xuống ở đây dù là cơ duyên động lòng người nhưng mà trải qua hồ đạo vạn trượng phun trò lần đầu cường giả chạm linh các các tông môn gia tộc đều kinh hãi hiện tại hay chần chừ có không ít người rút khỏi tranh giành Quyết yêu sáu lão Là người rút lui đầu tiên Sau đó là đám người của kiếm lão như kiếm tông Về phần tống gia Lão tổ dẫn đội cắn răng Lập tức cũng rút lui Tử vận tông chỉ có khô đạo chân nhân Nhưng mà ánh mắt đã lóe sáng Chần chừ một lúc cũng chọn rút lui Tiếng nổ vang vọng Một cái loạt dao động thủ pháp Truyền ra xung quanh Có tư cách tranh giành Chỉ có mấy người Đó chính là thiếu niên thần bí của nhất kiếm tông người cứ kiếm hạng tông hợp thành cái con rối bắt địa đế tông lục bách và cuối cùng chính là mạnh hạo về phần đế giả đã bị mạnh hạo đánh trọng thương còn linh đại tông chu trần toàn bộ hô kiêu ngạo cũng bị mạnh hạo đánh tan tành hai người này không có tham dự lập tức lui ra sau tiếng nổ rung trời thiếu niên thần bí nhất kiếm tông cầm cái trường kiếm bảy xích chém mạnh tới trước một cái đạo chân lưỡi liềm chói lọi bùng lên âm âm nổ tung kéo theo gợn sóng mãnh liệt đây là chiến tranh giành giật hồn chân tiên ngoài bản thân những người khác đều là kẻ địch bởi vậy sẽ không có đường đấu ra tay chính là thần tông phạm vi rộng bởi vì tranh giành tiên hồn cản trở bước chân của người khác chính là thắng lợi của chính mình chạnh hết cho hết chỗ ta con rối của kim hạng tông hét lớn toàn thân hào quang dạng trưởng, vùng tay đẩy mạnh huyễn hóa ra một cái mảnh nước biển màu đen ở bên trong có những con rồng đen gầm thét Mỗi một con phun ra cái hạt châu Tạo thành một cái mảnh thế giới Đánh ra bốn phía Đế tông lục bách hư lạnh nhất cái tay bấm quyết chỉ ra Hư vô xung quanh vặn vẹo như là thời gian nghịch chuyển Mọi người như là chậm lại vô số lần Thậm chí còn có dấu hiệu đảo lùi Còn bản thân của hắn Chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh hồn chân tiên Cuối cùng chúng là mạnh hạo Hắn cũng không có thi triển thần thông gì hắc bạch nhị châu để củ sơn lấy cái hồn chân tiên làm trung tâm âm âm phủ xuống để cử sơn phủ xuống khiến cho lục bách biến sắc hắn vốn đã đến gần hồn chân tiên nhưng mà lúc này đây lại bị ngăn cản ở bên ngoài bốn phe thế lực đồng loạt ra tay nhất thời long trời lở đất mọi người đều bị ngăn cản không thể lập tức mà tới gần nhưng mà lúc này đây thiếu niên nhất kiến tông kia ngửa đầu gào thét thân thể của hắn phình ra thoáng cái để biến thành một gã thanh niên cường tráng Ký tức của hắn trực tiếp vọt lên Lực lượng vấn đạo phủ xuống Không còn là chảm linh nữa Mà như là đặt chân vào trong vấn đạo Xung quanh của hắn tạo thành quy tắc pháp tắc Nhất cái chừng xuyên qua nước biển đen Phá dở nghịch chuyển thời gian của lục bách Đánh về phía đệ cửu sơn của mạnh hạo Âm âm Đệ cửu sơn chấn động Thanh niên nhất kiếm tông dơ tay lên Quy tắc pháp tắc phủ xuống Trực tiếp xuyên thấu đệ cửu sơn Nắm lấy hồn chân tiên đang chết Người muốn chết Giết hắn Lục bách đã biến sắc Hai tay của hắn bấm quyết chỉ ra Bắn ra một cái đạo hào quang Thời không nghịch chuyển Khi mà xuất hiện Thì đã đánh vào trên người của thanh niên nhất kiếm tông Cái con rối kim hạng tông sống giận vùng tay Ánh sáng màu đen ngập trời Hóa thành cơn mưa đen Và hắn rồng gầm thét Đánh vào trong thanh niên nhất kiếm tông Trong mắt của mạnh hạo lóe lên sát khí Hắn không thi triển những cái thuật pháp chú trọng công kích mà lại chỉ ra yêu phong để bắt cấm. Mặc cho thanh niên nhất kiếm tông lúc này có tu vi vấn đạo sơ kỳ, nhưng mà bị nhiều phe liên thủ, vẫn bị chấn động thuật pháp quỷ dị của lục bách làm cho hắn kẹt ở trong thời gian. Thần thông của mạnh hạo kinh người, quấn lấy hắn, tu vi đã giảm xuống. Con số của kim hạng tông sát khí ngập trời, âm ầm, ầm dáng tới. Ba người đồng thời ra tay, trực tiếp làm cho thanh niên nhất kiếm tông sắc mặt tái nhợt, phun máu, người văng ra sông. Đồng thời, Lục Bách lao ra đầu tiên Nghịch chuyển thời gian Khi mà xuất hiện đã ở bên cạnh hồn chân tiên Đang muốn nắm lấy Thì người thanh niên của nhất Kim tông sống giận Một kiếm ngập trời Hơn một vạn ánh chăng đã đánh xuống Phối hợp với vạn rồng gầm thét của con rối kim hạng tông Cộng thêm một cái chỉ cầm chân Làm người ta đau đầu của mạnh hạo Anh lên một tiếng Mạnh như là lục bách cũng da đầu tê dại Phùng máu Không kịp nắm lấy hồn chân tiên Buộc phải rút lui ngay khi hắn lui ra thì mạnh hạo cùng cái con rối kim hàng tông đồng lọt nhảy ra nhắm thẳng cái hồn chân tiên tốc độ của hai bên cực nhanh thấu một cái đã đến gần đang muốn nắm lấy thì con rối của kim hàng tông ánh mắt lóe lên Vạn rồng gầm thét đánh thẳng về phía của mạnh hạo cùng lúc này tên niên nhất kim tông và lục bánh cũng đồng lọt ra tay công kích mạnh hạo và con rối kim hàng tông đây chính là hỗn chiến người đánh ta ta đánh hắn tiếp tục như vậy không ai cướp được nhưng mà hiện tại thời gian đã gấp rút Một khi có lão quái vấn đạo đỉnh phong đến đây Thì bọn họ sẽ không thể tranh giành được nữa Quyết yêu đại pháp dù có mạnh mẽ Nhưng mà Minh Hạo không nắm chắc được Đồng thời chối buộc cả ba người Một khi chối thiếu một ai Hắn di chuyển quyết yêu đại pháp Sẽ khó mà tranh cướp được với người khác Ánh mắt của Minh Hạo chợt lấy lên Nhìn thấy những cái thần thông đến gần Đột nhiên nhấc cái tay nắm lại Toàn bộ khí quyết hấp thu được Cường quá thân thể Điều dung nhập vào trong cái nắm đấm đánh ra một cái quyền mạnh nhất ở trạng thái hiện tại một cái quyền này có thể so sánh với vấn đạo hắn không phải là đánh người nào mà là ở trên hư vô một quyền đánh vào hư vô nổ tung thiên địa chấn động xì một cái hư vô bị mình hạo trực tiếp xé ra một cái lỗ lớn ở bên trong xuất hiện sức hút kinh người khoảnh khắc mà bùng nổ như là muốn cắn nuốt hết mọi thứ bên ngoài làm cho dưỡng sinh cho cái lỗ thủng này khép lại đó chính là một phần của quy tắc thiên địa đằng sau không gian chính chính là hư vô lỗ hổng hư vô này vốn không phải đặc biệt lớn nhưng mà một quyền này của mình hạo ẩn chứa tu vi vấn đạo giống như là một cái cơn gió mạnh mà xé mở khe nứt cái cơn gió này phối hợp với lực hút càng khiến cho lực hút thêm kinh người cái tên thanh niên như kiếm tông biến sắc thân thể không khỏi bị hút tới khối lỗi kim hạng tông cũng như thế cho dù là lục bách cũng trong nhất thời cũng đã bị hút lại gần trong nháy mắt, vẻ mặt của bọn họ biến sắc, thân thể của Mạnh Hạo cũng không cách nào khống chế được nữa mà bị hút đi. Nhưng mà vào lúc này đây, cặp mắt của hắn đã lộ ra một cái tia sáng kỳ lạ. Quyết yêu đại pháp! Một cái lốc xấy to lớn ầm ầm xuất hiện ở chung quanh Mạnh Hạo, hóa thành một cái bàn tay màu đỏ lớn bắt lấy Mạnh Hạo. Quyết yêu đại pháp này, hắn không phải là dùng trên người khác mà là dùng trên chính người của mình. Lấy cái lực lượng của lốc xấy màu đỏ này đi đối trợ với cái lực hút của cái lũ hỏng hư vô Âm lên một tiếng Thân thể của Mạnh Hạo mạnh mẽ mà ngừng lại Lúc này trong số những người ở đây Hắn chính là người cách chân tiên hồn gần nhất Trong khi hắn mạnh mẽ Vắt cái lực hút Thì đồng thời cũng lấy cái thân thể của hắn Cứng rắn hướng chiều thần thông Của cái thanh niên nhất Kim tông và lục bách Còn có khôi lỗi của kim hàng tông Hắn phun ra một ngụm máu tươi Tay phải của hắn mạnh mẽ nâng lên Bắt lấy chân tiên hồn Chết tiệt Mạnh hậu người muốn chết Mạnh hậu Khoảnh khắc tay của Mạnh hậu đụng chạm chân thiên hồn Thì cái đầu óc của hắn ầm ầm một tiếng Cùng lúc đó Chân thiên hồn nhanh chóng rút nhỏ Trong phút chốc quá thành một cái quả tinh thạch Bị Mạnh hậu một phen nắm chặt lấy Lấy được rồi Cặp mắt của Mạnh hậu lóe lên một cái Đang muốn dịch chuyển bỏ chạy Nhưng mà đúng lúc này đây đột nhiên Cái hồ đạo vạn trượng phía dưới trong dài lát truyền ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên Khi mà tiếng nổ này vang lên thì nước hồ đạo tạo thành một cái lốc xoáy to lớn âm âm chuyển động một cái lực hút khổng lồ chợt truyền ra lực hút mạnh này trực tiếp vượt qua trước chỗ hỏng hư vô lúc xuất hiện khôi lỗi kim hàng tông âm mầm tán loạn quá thành năm tên tu sĩ kim hàng tông bọn chúng phát ra tiếng thét thì lương thảm thiết không thể cản trở thân thể trong nháy mắt đã bị hút vào trong cái hồ đạo sau đó là thanh niên nhất Kim tông và lục bách sắc mặt của hai người bọn hắn đại biến thanh niên nhất Kim tông trực tiếp bóp chặt lấy một cái ngọc trắng thân thể trong nhé mắt một mơ hồ nhưng mà cho dù là mơ hồ cho dù là muốn dịch chuyển nhưng mà lúc này đây vẫn là như cũ bị cứng rắn lôi ra trực tiếp hút vào trong cái hồ đạo vẻ mặt của lục bách biến quá lực lượng thời gian ở bên cạnh hắn cấp tốc vặn vẹo muốn biến đổi thời không bỏ chạy nhưng mà cũng chính là cái thời gian một cái hít thở này hư vô chung quanh hắn liền trực tiếp sụp đổ thời gian căn bản là không thể nghịch chuyển Thân thể của hắn trở thành một cái đạo cầu vòng Lập tức đã bị hộ đạo cắn nuốt Mạnh hạo chính là người cuối cùng Quyết yêu đại pháp của hắn ở bên ngoài Lúc này run rẩy Tâm thần của hắn chấn động Không ngừng muốn trốn ra Nhưng mà cũng chỉ kiên trì được ba cái hít thở Lốc xoáy vào bàn tay quyết yêu đại pháp Âm âm sụp đổ Trong nháy mắt sụp đổ kia Thân thể của mạnh hạo trực tiếp bị lốc xoáy hồ đạo kia Mạnh mẽ tới che mắt ở bên trong trong lúc gần như đồng thời mấy người bọn hắn đều bị cái hồ đạo vạn trượng này cắn nuốt thì trên bầu trời xa xa có hai cái đạo cầu vòng bay tới tốc độ cực nhanh một hơi thở trước còn ở phía xa tiếp theo một cái chớp mắt và bàn tay đỡ trên cái hồ đạo quá thành hai cái lão già chớ tiệt một người trong đó trực tiếp tay phải nâng lên đánh về phía hồ đạo nhưng mà hồ đạo cũng không có nhúc nhích chút nào cùng lúc đó Tám phương đều có mấy cái đạo cầu vòng Cũng đều trong giấy mắt mà đi tới Chính là những cái lão quái vấn đạo đỉnh phong Lúc trước cảm nhận được nơi này có chân tiên hồn Bọn họ đã tới chậm một bước Nhưng mà lại không cam lòng rời đi Chạy thẳng tới hồ đạo mà đánh Mọi người liên thủ Ở chỗ này giữ rất lâu Cho đến sau khi xác định không thể oai khai Thì lúc này mới mang cái tiếc núi Mọi người mà rời đi Đến đây khu vực hồ đạo thượng cổ Một lần nữa đã khôi phục yên tĩnh mà cái đám người Mạnh Hạo thì lại mất tích Nhưng mà chuyện Mạnh Hạo cuối cùng cướp được chân tiên hồn Lại không cách nào bị giấu giếm Dù sao lúc đó chạm linh của các tông môn gia tộc khác Ở chung quanh Bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy đến Từ từ bị cả Nam Vực Không ít người cũng đã biết đến Mà những lão quái các tông kia Cũng đều từng cái từng cái một nổi điên lên Bọn họ thậm chí hợp lực thôi diễn Biết được Mạnh Hạo không có tử vong Vì thế ở Nam Thiên Đại Địa này triển khai một cái cuộc tìm kiếm cái tiên hồn một khi mình hạo xuất hiện thì bọn họ sẽ lập tức phát hiện ra nhưng mà quyết yêu tông sao có thể đồng ý được vì thế một cuộc phân chiến giữa tông môn tại nam vực đại địa thường xuyên xuất hiện cả nam vực lập tức lâm vào trong hỗn loạn tán tu mỗi người cảm thấy bất an tông môn chi chiến mặc dù còn chưa có chân chính quyết chiến nhưng mà ngày thường tranh đấu khắp nơi đều có mà mình hạo lúc này đây khi mà bọn họ bị hút vào trong hồ đảo liền biến mất đi ý thức giống như là ở trong một cái thông đạo không ngừng bị hút đi không biết đã qua bao lâu một tiếng nổ ầm ầm vang lên thật là lớn chấn động toàn thân của mạnh hạo khiến cho hắn mạnh mẽ mà tỉnh lại khi mà hắn tỉnh lại hắn đang ở giữa không trung ở bên trên của hắn không phải là bầu trời mà là một cái mảnh mặt đất chứ cái điều cái mặt đất này khảm vô số là minh châu khiến cho trong này giống như là ban ngày và lại ở giữa những cái minh châu này lại có rất là nhiều thông đạo trần trịch Mạnh Hạo liếc nhìn một cái liền đoán được Hắn chính là rơi xuống từ một cái thông đạo trong đó Nơi, nơi này là Tâm thần của Mạnh Hạo chấn động Ánh mắt quét qua phía trước Lập tức cặp mắt co rút lại Sắc mặt đại biến Trong này không phải là hộ đạo thượng cổ Nơi này là một mảnh phế tích vô tận Phế tích này lớn đến mức khó có thể hình dung Hài cốt khắp nơi Thậm chí một ít chỗ nơi mặt đất lõm xuống Có thể thấy được từ hồ ở bên dưới mặt đất này vẫn còn chôn vùi phế tích khác. Dường như nơi này tầng tầng lớp lớp đều chôn bằng bảo vật năm tháng vô tận. Trên mặt đất tồn tại vô số ngọn núi lớn. Mỗi một ngọn núi đều không phải là núi chân chính mà là do vô số các loại vật phẩm pháp bảo đang dược thi thể chất đóng mà tạo nên. Núi như vậy có chừng hơn mấy vạn cái tràn ngập xung quanh, thuộc nhìn thấy mà giật mình. Tại trung tâm mấy chục cái ngọn núi nơi đây rõ ràng đang lơ lửng ở trên không trung là một cái quả diễm môn thật là lớn cái cửa này đỏ thẫm quả diễm ngập trời làm cho cả thế giới này đều trở thành màu sắc của lửa giữa không trung có vô số thân ảnh dữ tợn cánh dài toàn thân màu tím đang không ngừng phi hành ôm rất là nhiều pháp bảo đưa vào bên trong quả diễm môn những cái thứ pháp bảo kia vừa mới vào bên trong cánh cửa lập tức liền bị thiêu đốt sạch sẽ Dường như những pháp bảo này cung cấp lực lượng nào đó Khiến cho trên quả diễm môn màu đỏ kia Khi thì có vô số vụ văn lóng lánh Mỗi một lần lóng lánh Cũng sẽ có một cái biển lửa khuếch tán ra Có thể thấy được dưới cái quả diễm môn Có một cái dùi to lớn chừng vạn trượng Cái dùi này toàn thân đỏ thẳm Treo ở giữa không trung Nhắm thẳng vào một cái chỗ hố sâu ngàn trượng Ở phía dưới mặt đất Trong những hung thú cánh dài này có một số toàn thân tán phát ra ngân quang. Những cái thân ảnh màu bạc này dường như là cao cao tại thượng, trong tay cầm cây roi không ngừng quật liên hồi. Mà trong đó còn có một số là thân ảnh màu vàng, đang nằm ở trên quả diễm môn, dường như là đang nhắm mắt ngủ say. Cả cái vùng đất này có rất là nhiều loại hung thú quỷ dị, mỗi một con đều tản mát ra khí tức kinh người. Bọn chúng đi ở trong mảnh phế tích này, từ bên trong không ngừng vận chuyển ra các loại vật phẩm có thi thể, có pháp bảo, có linh thạch, còn có cả hài cốt. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo nhìn thấy những thứ này, thì tất cả tồn tại ở nơi đây, toàn thân đều dừng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía của Mạnh Hạo. Vô số ánh mắt, khoảnh khắc ngưng tụ trên người của Mạnh Hạo, làm cho da đầu của Mạnh Hạo lập tức tê dại. Những cái thứ hung thú hình người da màu tím cánh dài kia, Mạnh Hạo lúc trước ở bên ngoài hồ đạo đã từng thấy qua. Ở trong hồ đạo từng phun ra mấy con mỗi một con đều có tu vi so sánh với nguyên anh đại viên mãn thậm chí còn có một số con riêng biệt có khí tức của chạm linh mà những con hung thú màu bạc kia thoạt nhìn mỗi con đều là hung thú chạm linh thậm chí trong số đó còn có một số lại có khí tức của vấn đạo số lượng cũng không ít chừng hai trăm con nhưng mà kinh người nhất lại là những con hung thú màu vàng nằm ở trên quả diễm môn kia tổng cộng có 11 một con những con hung thú màu vàng này làm cho mạnh hạo có cảm giác đều là vấn đạo, nhất là trong đó có một con hung thú gần như là có màu tím vàng, làm cho mạnh hạo có loại cảm giác mãnh liệt hơn, đó là vấn đạo đỉnh phong. thậm chí so với lục đạo lão tổ hoặc là đệ thập tổ vương gia đều mạnh hơn một chút. Về phần những hung thú trên mặt đất kia thì lại yếu hơn, chỉ là không tính mấy cái thứ này, chỉ tính số lượng hung thú này đây thôi cũng khiến cho mạnh hạo gặp phải nguy cơ sinh tử. Chỗ này, chỗ này là nơi nào đấy Gia đầu của Mạnh Hảo tê dại Vì những hung thú này đồng loạt nhìn đến Từ hồ giống như là có một cái bóng tối tử vong bao phủ Nếu không có hung thú màu vàng kia Thì cũng thôi đi Nhưng mà hung thú màu vàng này đối với Mạnh Hảo Cô y hiếp thật sự quá lớn Nhất là con hung thú màu vàng nhạt kia Thậm chí ở trong cảm giác của Mạnh Hảo Nó nằm trên cái quả diễm môn Dường như là tồn tại Cái loại khí tức kinh khủng hơn cả Khí tức này tựa như là tiên những con hung thú màu vàng nằm trên quả diễm môn lúc này đây đều chậm rãi mở mắt ra. Trong khoảnh khắc hai mắt của bọn chúng mở ra, Mạnh hạo thấy được một chút âm lãnh. Cùng lúc đó, cái con hung thú màu vàng nhạt cũng dương đôi mắt liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Cái nhìn này, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được hư vô bốn phía giống như là bị phòng ấn. So với đề thập tổ dương gia thì mạnh hơn rất là nhiều. Ở trước mặt nó Lục đạo căn bản không phải là đối thủ Đây là hung thú gì vậy chứ Thế gian này lại còn có hung thú kinh người bực này Cũng có thể nó là yếu Sắc mặt của mình hào biến hóa Chậm rãi lưu về sâu. Nhưng mà vào lúc này đây Trên bầu trời Từ trong một cái thông đạo Có cái thân ảnh nằm mầm rơi xuống Chính là lục bách Hắn vừa mới xuất hiện Cũng lập tức thấy được một màn xung quanh này Lập tức sắc mặt biến quá Ngay sau đó Là cái thanh niên nhất kiếm tông cũng từ bên hông một cái thông đạo rơi xuống cuối cùng rơi xuống chính là năm người của kim Hàng tông trình tự rơi xuống này khiến cho cặp mắt của mạnh hạo lóe lên một cái ta là người cuối cùng bị hút vào mà lại là người đầu tiên rơi xuống năm chạm linh của kim Hàng tông kia bị hút vào đầu tiên nhưng lại là người cuối cùng rơi xuống thanh niên nhất Kim tông năm người của kim Hàng tông cũng đều trong phút chốc thấy được một màn này trên mặt đất thần sắc đều biến quá Tám người bọn họ đều đang chậm rãi lưu về sâu, sợ chọc cái đàn hung thú kinh khủng ở chỗ này nổi lên tấn công. Người ngoại lai! Một cái thanh âm tan thương âm lãnh bỗng nhiên vang vọng trong cái thế giới này. Chuyện ra cái thanh âm này chính là con hung thú mà vàng nhạc mạnh nhất kia. Nó bay lên giữa không trung, thân thể mạnh mẽ bành trướng, sau khi trực tiếp quá thành châm trượng giống như là chúa tể. Mắt lạnh nhìn tám người của Mạnh Hạo Các người là nhóm người ngoại lai thứ hai trong kỷ nguyên này đi tới nơi đây Dựa theo ước định cổ xưa Các người có thể ở chỗ này tiến hành thí luyện sinh tử Nếu có thể thành công dựa theo ước định Các người có thể ở chỗ này lấy đi bảo vật Mà nếu như các người thất bại Thì chỉ có thể chết ở chỗ này Chỗ này tổng cộng có ba tầng Chỉ cần có thể bước qua tầng thứ hai Liền có thể lựa chọn rời đi nếu người nào có thể đi qua tầng thứ ba Thì có thể đi đến chỗ mà tộc nhân của ta đời đời bảo vệ Ở nơi đó tôi được tạo quá cuối cùng Tạo quá này là bốn nguyên thần quả Là một cái loại quả trong thiền địa Chỉ cao vô thượng Quả này cho dù là nửa điểm Đều có thể thiêu đốt chết tiền nhân Trong kỷ nguyên này Các ngươi là nhóm thứ hai bước chân vào Nhóm đầu tiên trước các người Tổng cộng đến 19 người trong đó có hai người đi qua tầng thứ hai Một người rời đi Một người chết ở tầng thứ ba Thanh âm vang vọng Tâm thần của Mạnh Hạo như có tiếng nổ ầm ầm Bước chân bỗng nhiên chợt ngừng. Thanh niên nhất kim tông Còn có lục bách Đều trong nháy mắt lộ ra kỳ quan Năm lão già kim hàng tông Chợt từng người đều ánh mắt lóng lánh Nhóm thứ hai các người rất mạnh so với cái nhóm đầu tiên thì mạnh hơn rất là nhiều. Có thể không tiến hành thí luyện sinh tử này không hả? Sau một chút chần chừ thì một lão giả kim hàng tông cẩn thận mà lên tiếng. Hả? Lão ta vừa nói ra thì lập tức hung thú mà vàng nhạt giữa không chung, cặp mắt lóe lên một cái, trực tiếp nhìn chăm chăm trên người của lão giả này. Biết con hung thú này vừa nhìn tới, thân thể của lão giả lập tức run rẩy phản phất tu vi đều muốn không ổn ha, đi tới nơi này nhất định phải tiến hành thí luyện sinh tử nếu bỏ qua thì chết đây là ước định cổ xưa bộ tộc của chúng ta thủy chung đã đồng ý không thể biến đổi trong mắt của chúa tể ám kim lộ ra một chút khinh miệt nhàn nhạt mà linh tiếng Đi qua tầng thứ hai Các ngươi liền có thể lựa chọn rời đi Tầng thứ nhất chính là chỗ này giao chiến giới tộc nhân của ta Tiến được vào bên trong quả diễm môn Liền coi như các ngươi đi qua tầng thứ nhất Thanh năm của chúa tệ ám kim vang vọng tiện bối là gián đạo đỉnh phong Chúng ta làm sao có thể so được chứ Hai mắt của lục bách nhón lên một cái Chậm rãi mà lên tiếng Ta thì không có ra tay Tộc nhân kim sắc cũng chỉ cử ra ba tên Chúa tệ ám kim bình tĩnh nói Là từ người lên một hay là chúng ta cùng lên Năm nhân trung niên kim hàng tông Mặc cái áo giáp lập tức lên tiếng Từng người một lên Mỗi một người là một tầng Có ba lực cơ hội Toàn bộ ba lượt thất bại Chết Kỹ sợ giết quá nhiều Đến cuối cùng người sẽ đổi ý Thanh niên nhất kiếm tông Bỗng nhiên nói anh <laughs> Giết nhiều Tộc nhân của ta là hậu vệ Của thần tộc bất tử Người có thể giết chết sao <laughs> Chúa tể ám kim nghe vậy liền cười to Thanh âm vang dội Những con hung thú phía dưới kia Từng cái từng cái một toàn bộ trên người à mầm Nói lên ngọn lửa màu đen Nhưng mà cái ngọn lửa này Khí tức của bọn chúng bạo phát trình độ cũng khác nhau Cái loại bạo phát này vô cùng kinh khủng Những con hung thú màu tím Nguyên Anh Đại Viên mãn kia Lại có không ít con trực tiếp vượt qua cái cực hạ Nguyên Anh Bước chân vào trong cảnh giới chạm linh Còn con hung thú màu bạc lại càng khí thế quạt khởi Được, lão phù cố thiên tường là người thứ nhất đình trước Thanh niên nhất kiếm tông kia Khi mà tay phải nhấc lên Trường kiếm bảy xích lập tức xuất hiện Chính cây kiếm ba xích xoay tròn bốn phía Trên người khí thế ầm ầm bạo phát Lộ ra vấn đạo sơ kỳ ý Cặp mắt lé lên một cái Chạy thẳng tới phía trước Hắn vừa chạy tới Thì lập tức những con hung thú màu tím kia Đồng loạt bay đi Tiếng nổ ầm ầm không ngừng Cố thiên tượng của nhất kiếm tông này Tốc độ cực kỳ nhanh Một đường mà chém giết Nhưng mà sắc mặt của hắn cũng đang biến quá Thân thể những con hung thú màu tím kia Vô cùng cường hãn cho dù là bị thương Nhưng mà ngọn lửa nhón lên một cái Lại khôi phục như thường Nhưng mà cố thiên tường thực lực cường hãn cứng rắn tiến vào bên trong đó Cho đến khi ở đó có một số hung thú màu bạc xuất hiện Cuối cùng ở khoảng cách diễm quả khoảng 300 trượng Bị 20 tôn thú màu bạc vây công Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết Mạnh người mà bay nhanh trở về 300 trăm Lần đầu tiên thất bại nhưng mà có thể toàn thân trở về thành tích coi như là không tệ người có cơ hội đi qua tầng thứ nhất chú tể ám kim ở giữa không chung nhàn nhạt lên tiếng sắc mặt của đám người mạnh hạo trầm xuống bọn họ chú ý đến thân thể cường hãn của những hung thú này cũng đã nhận ra những con hung thú này gần như là không có thần thông thuật pháp gì nhưng mà thân thể đích thực quá là mạnh mẽ lại giống như là thật không có chết cho dù là bị thương nặng cái ngọn lửa vừa mới đốt lên thì lập tức khôi phục lại. Cặp mắt của Lục Bách chớp động, mạnh mẽ các bước đi ra. Hắn có lực lượng thời không, càng là cường giả bắt địa. Trên người không có ít bảo vật bảo vệ tính mạng, từng chém chết cường giả vấn đạo sơ kỳ. Hắn đi ra quá thành cầu vòng trực tiếp phóng đi. Xung quanh của hắn thỉnh thoảng vặn vẹo. Nơi đi qua, những hung thú màu tím kia phản phất như là không thể đụng chạm vào thân thể của hắn, lần lượt vô hụt hai mắt của cố thiên tượng như kiếm tông coi rút lại sắc mặt của năm người kim hàng tông cũng đều khó coi mạnh hào ánh mắt thì lấp lánh hả Chú tệ ám kim ở dưới không trung giật mình nhìn về phía của lục bách nắm giữ bí pháp thời gian cũng có đạo của bản thân không tệ từ chất của người có thể so sánh với hai người nhóm đầu tiên kia oanh lên một tiếng lục bách một đường đánh tới khi cách quả diễm môn 300 trượng Hắn cũng gặp phải hơn 20 cái hung thú màu bạc vây công Dưới sự vây công này Chán của hắn toát ra mồ hôi Lại giết ra 100 trượng Khi chỉ cách quả diễm môn còn có 200 trượng Thì sắc mặt của cố thiên tượng như kiếm tông Rất là khó coi Cực hạn rồi sao Mắt của lục bách đỏ lên Ta phải bỗng nhiên nâng lên bấm quyết Chỉ tay về phía trên bầu trời Dòng sông thời gian Hắn vừa nói xong Thì lập tức xung quanh của hắn xuất hiện vô số cái ánh sáng Những cái ánh sáng này hóa thành cái dòng sông Hướng về bốn phía mạnh mẽ mà tan ra Lập tức khiến cho hơn 20 cái hung thú mạo bạc kia Không thể không thối lui về sau một chút Lục Bách mạnh mẽ chạy ra Bay thẳng vượt qua 100 trượng Khoảng cách hỏa nhiễm môn Chỉ còn lại có 100 trượng Chú tể ám kim trên bầu trời Mắt lộ ra kỳ quan Ngưng thần nhìn về phía của lục bách Đúng lúc này một con hung thú màu vàng bỗng nhiên đứng lên, tốc độ cực nhanh xông về phía của Lục Bách. Hai người vừa mới đụng chạm, tiếng nổ ầm ầm đã ngập trời. Lục Bách phun ra máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, khi mà lưu về sau, ta phải vỗ mạnh lên túi chữ vật, lập tức thi thể một con rồng đen xuất hiện. Đúng là cái thi thể con rồng đen mà hắn thu được khi mà có hồ đạo kia phun chào. Thời gian nghịch chuyển, sống lại! Trên mặt của Lục Bách nổi cây gân xanh. Cả người trực tiếp già dạ yếu đi 10 năm Dòng sông thời gian xung quanh của hắn Âm mầm bạo phát Ánh sáng năm màu bao trùm cả tám phương Che mắt con rồng đen kia Mắt thường có thể nhìn thấy được Con rồng đen này dường như từ trong tử vong mà sống lại Khi mà mạnh mẽ mở mắt ra Một cổ khí tức kinh thiên động địa Âm mầm phủ xuống Đó là lực lượng của tiên Lực lượng này chỉ bạo phát ra Một cái xác liền lập tức biến mất Rồng đen tử vong một lần nữa nhưng mà cho dù là một sát nhưng mà vẫn như cũ rất là kinh người cố thiên tường của nhất Kim tông hít sâu một hơi lộ ra một vẻ quảng sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới lục bách này không ngờ bí pháp kinh người đến như thế năm ngự kim hàng tông lại toàn bộ sắc mặt đại biến tâm thần có tiếng nổ ầm vang cái loại bí thuật này khi mà cái nhóm của hắn nhìn lại thật là khó tin hai mắt của Mạnh hạo cũng co rút lại lúc trước hắn có thể cảm nhận được lục bách mạnh nhưng mà giờ này vừa thấy Người này lại mạnh hơn nữa Cái bí pháp này Hắn thi triển cũng là miễn cưỡng sao Mình hạo nhớ tới chiến ý cho mắt của đối phương Lúc này trong tâm thần Cũng giống như là nổi điên Đó là chiến ý Giữa ta và hắn Rốt cuộc ai mạnh hơn ai đây Trong bầy hung thú Theo bí pháp của lục bách chuyển khai này Khoảnh khắc lực lượng rồng đen kia bạo phát Quá thành một cổ đánh sâu vào Chạy thẳng tới phía trước hung thú màu vàng Vẻ mặt của hung thú màu vàng này đại biến Đang muốn tránh ra Lập tức đã bị va vào trên thân Và chóc thịt bông Thân thể đang thật nhanh mà tiêu tán Phát ra tiếng thét thì lương thảm thiết Nhanh chóng lui về sâu Ngọn lửa đã tràn ngập Lại khôi phục nhanh chóng Nó không có chết Nhưng mà lần lưu lại này Làm cho lục bách có một cái cơ hội Lục bách phun ra máu tươi Thân thể triển khai cấp tốc Trong phút chốc đã bay vọt trăm trưởng trực tiếp đến trước quả diễm môn khi đến nơi này hắn lần nữa phun ra máu tươi ta phải nâng lên khó khăn lắm mới lấy được con rồng đen đã một lần nữa hóa thành thi thể mà mang đi một tên tu sĩ thật là tốt tầng thứ nhất một lần đã thông qua nhưng có thể bước chân vào tầng thứ hai ta mong đợi biểu hiện của ngươi ở tầng thứ hai thông qua tầng thứ hai ngươi có thể được chí bảo tộc của ta trên bầu trời chú tệ ám kim kia cũng hít sâu một hơi trên phải mặt lộ ra ý tán thưởng mãnh liệt bí thuật thời gian khi đến cực hạn là có thể làm cho vật chết sống lại đang tiếc tu vi của người quá yếu nếu người thành tựu chân tiên lúc thì chuyển bí thuật này yểm rồng trong thời gian ngắn sống lại giúp cho người đánh được một trận đó không cần căng tiên là dẫn đạo đỉnh phòng ta cũng có thể làm cho nó chiến đấu sống lại đấy Lục Bách lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, quay đầu nhìn lại về phía của Mạnh Hạo đang ở bên ngoài vạn chuyện. Ánh mắt của hắn xuyên qua bầy thú, rơi vào trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi có thể đến đây, đừng làm cho ta thất vọng. Hắn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng khi xây người, không liếc nhìn Mạnh Hạo một cái nào nữa, mà trực tiếp bước chân vào bên trong quả diễm môn. Thân ảnh trong phút chốc đã biến mất không nhìn thấy nữa. Tới phiền của các người Chú tệ ám kim trên bầu trời Ánh mắt quét qua đám người của Mạnh Hảo Nếu mà không có nắm chắc Các người cũng có thể ở chỗ này Chờ sau khi nắm chắc Lại xong tầng thứ nhất này Thời gian không tính là cái gì Có lẽ các người ở chỗ này tu hành trăm ngàn năm Cũng liền có tư cách xong qua tầng thứ nhất này Ngày thường trong này rất là tịch mệt Khó mà có nhiều người ngoại lai như các người đến trong lòng của ta ngược lại thật là không muốn các người chết đi đâu à. Nhưng mà sau ba lượt nếu còn thất bại, các người sẽ chết, ta đích thần diệt chết các người. Dĩ nhiên các người cũng có khả năng là ở trong lúc sông tầng chết ở trong tay của tộc nhân ta. Chúa tể ám kim chậm rãi nói, cặp mắt của mình hào nhón lên một cái. Trăm ngàn năm, ta không chờ được. Hứa sư tỷ chỉ có tồn tại 99 năm, Ta phải bồi với nạn vượt qua cái đời này Ta không thể bị dây khốn ở chỗ này trăm ngàn năm được Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàng quan Thân thể của hắn bỗng nhiên bước ra Quá thân thành một cái đạo cầu vòng Chạy thẳng tới phía trước cái bầy hung thú mà đi Lúc này ánh mắt của cố thiên tường như kiếm tông Rơi vào trên người của Mạnh Hảo vốn tưởng rằng Mạnh Hảo này đã đủ yêu nghiệt Nhưng mà không nghĩ tới lục bách kia là kinh người hơn nhưng mà lục bách bước qua tầng thứ nhất này Đều có một chút miễn cưỡng Mạnh hậu này hắn sẽ không qua được Năm người Kim Hàng Tông cũng đều sắc mặt khó coi Năm người bọn họ nếu là liên thủ Còn có một chút khả năng Nhưng mà từ người một Bất kỳ một người nào trong năm người Cũng không có khả năng Trong này đối với bọn họ mà nói Giống như là tuyệt địa Nhìn cố thiên tượng của Nhất Kim Tông thất bại Là nhìn Lục Bách thành công Nội tâm của bọn họ vô cùng phức tạp Lúc này đây rối rít nhìn về phía của Mạnh Hảo Mạnh Hảo tốc độ cực nhanh ầm một tiếng bước chân vào trong bầy thú Vừa mới bước vào Thì có vô số hung thú hình người màu tím Ở bốn phía lập tức vỗ cánh bao vây lấy Mạnh Hảo Phố mắt nhìn lại Một mảnh màu tím Khoảng cách ngàn trượng Những con hung thú màu tím đó Đã chiếm cứ hết 500 trượng Chỉ có đi qua 500 trượng Thì bọn chúng mới thối lui sau đó sẽ tới lực hung thú màu bạc ra tay ở 300 trận kế tiếp. Cố thiên tượng của Nhất Kiếm Tông chính là thất bại ở chỗ này. Nếu có thể xông qua, cái thứ gặp phải sẽ là hung thú màu vàng kia. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên, hắn không có thời gian dừng lại ở chỗ này quá lâu. Lúc này ra tay liền là hắc bạch lưỡng châu đệ củ sơn. Đệ củ sơn phủ xuống, hắc bạch nhị châu vây quanh, làm cho mặt đất xung quanh chấn động, hư vô rung rẩy. Nhưng cái tầng từng tầng gợn sống, nhanh chóng khuất tán ra quá thành uy áp kinh người uy áp đó khiến cho những hung thú màu tím dường như đụng vào một cái vách ngăn vô hình toàn bộ thối lui theo công kích của mạnh hạo một cái tiếng gào thét vang lên cho dù là con xuất sắc nhất ở trong đám hung thú màu tím này cũng không có cách nào tới gần vừa mới tới gần lập tức bay ngược trở ra một trăm hai trăm trượng ba trăm trượng bốn trăm trượng Mạnh Hảo có thời gian vài hơi thở mà Mạnh Hảo đã trực tiếp vượt qua được 500 trượng như là giảm trên mặt đất bằng. Những con hung thú màu tím ở phía sau nhìn chăm chăm Mạnh hạo nhưng mà cũng không có tiếp tục đuổi giết. Ở phía trước Mạnh Hảo có ánh sáng bạc lóe lên. Một con hung thú màu bạc dữ tợn gào thét bay tới, tốc độ cực nhanh có thể so với chảm linh đề nhị đau. Mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, phát tay phải một cái, để cú sơn ngầm à mầm phủ xuống, hung hăng đụng chạm chấn áp hung thú màu bạc khiến cho hung thú màu bạc này phát ra tiếng kêu thê lương thân thể như là sắp vỡ tan nhưng mà cái ngọn lửa toàn thân của nó đã cháy lên một cái khôi phục như thường mạnh hạo nhân cái cơ hội này chạy ra được một trăm trượng hiện giờ khoảng cách tới cái cánh cửa chỉ còn có bốn trăm trượng nhưng mà đúng lúc này lại bay đến sáu con hung thú màu bạc khác cộng với con lúc nãy là bảy con hung thú mỗi một con đều có tu vi chảm linh đề nhị đau thậm chí trong đó Hai con hiển lộ ra tu vi chạm linh đệ tam đao Toàn bộ xông về phía của Mạnh Hảo Tiếp tục chấn áp Bước chân của Mạnh Hảo không dừng lại Ta phải chỉ về phía trước một cái Đệ cứu Sơn lập tức bành trướng Phát ra tiếng ầm ầm Chấn áp bảy con hung thú màu bạc Còn Mạnh Hảo thì xông tới được cái vị trí Cách cái cánh cửa đã 300 trượng Ngay khi hắn bước tới cái vị trí này Mười mấy con hung thú màu bạc ở bên cạnh Rống giận mà xông ra À mà một tiếng nổ lớn để cứu sơn chấn động một cái toàn thân bảy con hung thú màu bạc bị chấn áp ở bên trong đó bốc lên cái ngọn lửa ngập trời thoát khốn một bay xa hình thành nên cục diện liên thủ bao vây năm người kim hoàng tông nhìn chăm chú không chớp mắt cố thiên tượng của nhất Kim tông ở một bên cũng hai mắt lóng lánh hắn chính là thất bại ở ngay vị trí hiện giờ của mạnh hạo lục bách kia là yêu nghiệt cái tên mạnh hạo này mặc dù rất mạnh nhưng muốn sông của cái ái này Không có khả năng Chú tệ ám kim ở giữa không chung Cũng đang nhìn một cái màn này Hắn sắp thất bại rồi Nhưng mà chính vào lúc này ta phải của Mạnh Hạo đột nhiên bấm quyết Hướng về bốn phía Phất cái ống tay áo lên một cái Quyết yêu đại pháp Tiếng ngầm à mầm vang lên Một cái lốc xé to lớn Đột nhiên đã xuất hiện Trong cái chớp mắt liền bao phủ toàn bộ hơn 20 con hung thú màu bạc ở bên trong. Cùng lúc đó, một cái bàn tay màu máu to lớn huyển hóa ra. Một cái chảo bắt lấy hơn 20 con hung thú màu bạc. Khí quý cảnh! Mạnh hảo ngửa mặt lên trời hô lên. Thiên địa một cái tiếng nổ lên ầm ầm. Hơn 20 con hung thú màu bạc đó đều toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc sợ hãi. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, thân thể của bọn họ đang nhanh chóng khô héo, lượng lớn khí quyết chạy thẳng tới phía của mạnh hạo thân thể của mạnh hạo chấn động cái sự mạnh mẽ của khí quyết này khiến cho thân thể của hắn trong chớp mắt liền đạt đến cực hạn mà chạm linh có thể ngưng tụ hơn hai mươi con hung thú màu bạc không ngừng vùng vẫy lốc xoáy dường như là muốn sụp đổ dưới sự vùng vẫy đó từ hồ đây cũng là cực hạn của quyết yêu đại pháp tầng thứ hai ánh mắt của cố thiên tượng của nhất kim tông chớp động hận hận sắp thua rồi năm người của Kim Hoàng Tông đều than thở. Minh Hạo cũng không có cách nào vượt qua tầng thứ nhất này. Bọn họ tự cảm thấy bản thân càng không có hy vọng. Khi mà chúa tể ám kim trên không trung vừa thấy Minh Hạo triển khai ra quyết yêu đại pháp thì thằng sắc có một chút biến quá nhưng mà giờ khác này lại khôi phục như thường. Lúc này lốc sấy đã không thể chịu đựng được sự vùng vẫy cùng với tiếng gào thét của hơn 20 con hung thú màu bạc. Thậm chí còn phát ra những tiếng răng rắc mắt thấy sắp đã vỡ vụn thì mạnh hạo đưa tay phải lên chỉ về phía trước khô khô viêm yêu pháp bản tôn đạo chữ khô vừa ra thân thể của toàn bộ hung thú màu bạc đều rung rẩy trở nên khô héo tu vi của bọn họ đều bị áp chế thậm chí sinh mạng cũng đã xuất hiện dấu hiệu khô héo bọn chúng trở nên suy nhược nên mà cái lốc xoáy hình thành từ cơ quyết yêu đại pháp không thể bị rung chuyển nữa tiếp tục xây chuyển ngầm mầm từ xa nhìn lại Cái lốc xoáy đó vô cùng khổng lồ Lông và lở đất Oanh lên một tiếng Khí quyết càng nồng đậm hơn Che trời phủ đất Bị hút ra từ trong lốc xoáy Che thẳng về phía mạnh hạo Thân thể của hắn chấn động mạnh liệt Trong chớp mắt liền đột phá chạm linh Trở thành thân thể của vấn đạo Mà hơn 20 con hung thú đó Thì lại nhanh chóng khô héo Mắt thấy sắp chết đến nơi Thì toàn thân của bọn chúng lập tức xuất hiện ngọn lửa Trong chớp mắt liền khôi phục nhưng mà vừa mới khôi phục Thì lại lập tức bị Mạnh Hạo hấp thu một lần nữa lặp đi lặp lại Dường như là bọn chúng đã trở thành nguồn năng lượng Giúp cho Mạnh Hạo không ngừng cường hóa Có thể làm cho Mạnh Hạo cường hóa đến vô hạn Vấn đạo sơ kỳ Rồi đến vấn đạo trung kỳ Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lên Hắn cảm nhận được một cái loại cường đại chưa từng có Sự cường đại đó là cái thân thể cường hãn Đến một cái trình độ nhất định Mà sản sinh ra sự tự tin Đây chính là quyết yêu đại pháp thực pháp nghịch thiên cái loại cường hãn này trước giờ chưa từng có cũng kèm theo đau nhức kịch liệt giống như là thân thể bị xé rách ra một cái màn này khiến cho cố thiên tượng của nhất kiếm tông khít ngược một ngụm khí mà năm người của kim hàng tông thì trợn to mắt ra nhất là chú tệ ám kim trên không chung kia càng thêm hô hấp dồn dập đây là thằng thông gì vậy chứ không ngờ kinh người như vậy tôi rằng thoạt nhìn không giống với dòng sông thời gian kia nhưng mà nếu bạn về cái trình độ kinh khủng thật sự Thì cái thuật này vừa qua dòng sông thời gian đó đó Chúa Tể Ám Kim thất kinh Nhất là khi hắn thấy được hơn 20 tộc nhân màu bạc của hắn Dù đang không ngừng hồi phục Nhưng mà dần dần đã theo không kịp sự tiêu hao Thậm chí thần sắc của vài con trong đó đã lộ ra sự tuyệt vọng Mạnh hạo dường như là thay thế cho cái lốc xoáy đó Cắn nút hết thể lực lượng khí quyết Chết tiệt hắn tiếp tục như vậy thì rất có khả năng khiến cho tộc nhân của ta khô héo đến chết à. Chúa tể ám kìm biến đổi sắc mặt, ánh mắt của mình hào lóe lên một cái, thân thể của hắn ầm mầm bạo phát, trực tiếp xông qua vấn đạo trung kỳ, bước vào trong trình độ vấn đạo hậu kỳ. Gần như khi hắn vừa bước chân vào trình độ đó thì cái lốc xoáy quyết yêu đại pháp trực tiếp từ màu đỏ đã biến thành màu vàng. Tiếng nổ ầm mầm rung trời, uy ám càng thêm lông trời lở đất, sắc mặt của năm người kim hàng tông hoàn toàn đại biến tâm thần của bọn họ chấn động bọn họ cảm nhận được một cách rõ ràng cái sự đáng sợ của cái lốc xoáy màu vàng đó thậm chí lúc này đây cho dù là năm người bọn họ có phối hợp thành cái khôi lỗi cũng không có cách nào làm rung chuyển được mạnh hạo cố thiên tượng của nhất kim tông hít ngược một hơi hai mắt mạnh mẽ co rút lại lúc này đây hắn đã cảm nhận được trên người của mạnh hạo cũng là một loại yêu nghiệt giống như lục bách lốc xoáy màu vàng giống như là một cái loại chất biến uy lực trong giá mắt bạo phát gấp 10 lần tâm thần của mạnh hạo chấn động hắn cảm nhận được sự kinh khủng của cái lốc xoáy màu vàng này khó trách ta thủy chung không cách nào tu thành tầng thứ ba được bởi vì lốc xoáy quyết sắc không phải là cực hạn của quyết yêu đại pháp tầng thứ hai chỉ có làm cho nó biến thành kim sắc mới được xem là khí quyết cảnh đại viên mãn mạnh hạo lập tức hiểu rõ ra hắn lúc này tự tin có thể trong nháy mắt hút khô hơn 20 hung thú màu bạc này nhưng mà hắn hơi do dự một chút cũng không có làm như vậy dù sau nơi này, này là do chúa tể ám kim kiệt khống chế có thể không làm cái chuyện quá tiệt là tốt nhất chữ tiệt một yêu nghiệt thì cũng thôi đi chứ làm sao lại thêm một yêu nghiệt nữa chứ thậm chí so với tình trước còn kinh người hơn nữa lục bách Vượt qua chú này là dựa vào dòng sông thời gian Đẩy lui những hung thú màu bạc Từ trong đó mà xông qua Nhưng mà Mạnh Hạo thì lại dùng thuật pháp cường hãn của hắn Vì khi thế nghiện ép đi qua Ai cao ai thấp liền được xác định Chú Tệ Ám Kim càng thêm lo lắng Nhưng mà nó có ước định cổ xưa ngăn trở Nên không thể ra tay quấy nhiễu Ngày lúc đang vô cùng lo lắng Thì Mạnh Hạo nâng tay phải lên vung mạnh một cái Âm lên một tiếng Cái lốc xoáy màu vàng tiêu tán đi hơn 20 con hung thú màu bạc kia đồng loạt bị cuốn ngược về sau. Từng con từng con một phun ra máu tươi, trở nên uể oải. Ánh mắt nhìn về phía của Mạnh Hạo lộ ra vẻ khủng khiếp cùng kính sợ chưa bao giờ có qua. Bọn chúng không sợ lục bách, bởi vì lục bách dù mạnh hơn nữa cũng không cách nào giết chết được bọn chúng. Nhưng mà Mạnh Hạo thì khác, hắn có tư cách, hắn có khả năng, hắn có năng lực diệt sát bọn chúng. Trong tiếng nổ ầm ầm, khi mà hơn 20 con hung thú màu bạc bị đẩy lùi, khi mà Mạnh Hạo cắt bước đi ra, hắn hấp thu vô cùng nhiều khí quyết, mặc dù cũng không thuộc về hắn, chỉ là mượn dùng để tâm thời cường quá, nhưng mà cho là như vậy, lúc này hắn cũng đã có thể tự bạo phát ra lực lượng thân thể gần với vấn đầu đỉnh phong. Trong lúc hắn cắt bước đi, quy tắc phủ xuống, pháp tắc vây quanh, thế giới ầm mầm chấn động, hư vô vặn vẹo, khi thấy của hắn long trời lở đất, hai mắt của chú tệ âm kìm lóe lên, dưới sự khống chế của nó, theo như ước định liền an bài một cái tộc nhân màu vàng còn mạnh hơn so với con của lục bách gặp được lập tức có một con hung thú màu vàng gào thét bay tới sông thẳng về phía của mạnh hạo bạo phát ra tu vi vấn đạo toàn thân của nó có ngọn lửa đốt cháy giống như là lưu tinh ầm à ầm mà bay tới cứu cho ta Mạnh hạo lập tức nhìn ra cái sự bất đồng giữa mình với lục bách hắn hừ lạnh lên một tiếng hàng quan ở trong mắt chợt lóe lên nâng tay phải vung một quyền về phía trước một quyền này hắn đã bộc lộ ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể Thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược Một cái con sóng lớn che phủ cái trời đất điên cuồng mà đánh tới Sắc mặt của con hung thú màu vàng đang bay tới Trong nhóm mắt liền đại biến Nguy cơ sinh tử mãnh liệt Khiến cho nó không có một chút nào do dự Lựa chọn né tránh Nhưng mà sóng lớn do thân thử của Mạnh hạo đánh ra Quá là kinh người Chớp mắt liền đi tới Trực tiếp bao phủ con hung thú màu vàng ở bên trong trong tiếng hét thì lường thảm thiết truyền ra Cái ngọn lửa trên thân thể của con hung thú màu vàng này Dù cho có thiêu đốt đi chăng nữa Nhưng mà cũng không có cách nào thay đổi sự tan vỡ Cùng với tiêu tan của thân thể Mắt thấy nó sắp chết Thì toàn thân chúa tể ám kim trên không trung Lập tức lóe lên một cái ánh sáng màu vàng Chớp mắt liền tới gần Bắt lại con hung thú màu vàng sắp chết đó Vỗ cánh mạnh một cái Tiếng nổ vang vọng Đánh tàn sống lớn cho thân thể của mình hạo tạo ra Cứu lại được tộc nhân của nó Hung thú màu vàng này hơi thở thôi thớp ánh mắt nhìn về phía của mạnh Hậu, mang theo vẻ khiếp sợ mãnh liệt không chỉ mình nó mà toàn bộ hung thú màu vàng hiện giờ cũng đều hoảng sợ anh à, ngươi người thông qua được cửa ải này Chúa tể ám kim nhìn mạnh Hậu một cái thật sâu chậm rãi mà lên tiếng đã kết thúc tập 226 cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu các bạn thấy hay hãy cho góc nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nhé Hẹn gặp lại các bạn ở tập 227 của bộ truyện Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Cần nhé.